Chào mừng các em học sinh đến với tiết tiếng Việt ngày hôm nay. Trong tiết học này, cô sẽ tiếp tục giới thiệu với các em bài học thuộc chủ điểm Những người bạn nhỏ. Bài 4, cái bàn học của tôi. Tiết 3, mở rộng vốn từ đồ vật. Các em cùng mở sách giáo khoa tiếng Việt 2 tập 1 trang 95, bộ sách Chân trời sáng tạo, vở và bút viết nữa các em nhé. Nội dung bài học hôm nay sẽ có hai hoạt động chính, một là luyện từ, hai luyện câu. Bây giờ chúng ta đến với hoạt động 1, luyện từ, qua bài tập số 3 nhé. Cô mời các em cùng đọc to yêu cầu bài tập 3 với cô nào. 3. Giải ô chữ sau. Ở bài tập 3 người ta có 6 ô chữ. Và khi giải 6 ô chữ này, người ta sẽ có 6 cái gợi ý bên trái màn hình của các em. Và để giải được ô chữ này thì các em cần phải đọc kỹ những cái gợi ý này, suy nghĩ để tìm ra ô chữ phù hợp nhé. Cô ví dụ với ô chữ số 1 có gợi ý là đồ vật có dây hoặc bàn phím khi đánh phát ra tiếng nhạc. Ô chữ này có 3 chữ cái, một dụng cụ dùng để phát ra tiếng nhạc mà lại có bàn phím có 3 chữ cái, đó chỉ có thể là chữ đàn, đúng không nào? Tương tự với các ô chữ còn lại, các em hãy đọc kỹ phần gợi ý và cùng giải nào. Chú ý số chữ cái ở từng ô chữ để tìm ra từ phù hợp em nhé. Hãy bấm dừng video và thực hiện yêu cầu của bài nào. Các em đã hoàn thành bài xong chưa? Cùng đối chiếu kết quả với cô nhé. Ở ô chữ thứ hai là một ô chữ có 3 chữ cái và có gợi ý như sau. Đồ vật có lòng sâu để nấu thức ăn. Một cái đồ vật mà để nấu thức ăn nó có 3 chữ cái, đó chính là cái nồi đó các em. Cái nồi mà ba mẹ mình ở nhà hay để dùng để nấu cơm, thức ăn cho mình ăn hàng ngày á. Ở ô chữ thứ ba, đó là một đồ vật để uống nước có quay thành đứng, và chữ đó bắt đầu bằng chữ C. Một đồ vật để uống nước bắt đầu bằng chữ C, đó chính là cái ca để uống nước đó các em. Cô có chữ ca. Ô chữ thứ tư là một ô chữ có 4 chữ cái. Đó là đồ vật để quét nhà, quét sân. Một đồ vật quét nhà, quét sân có 4 chữ rất là quen thuộc với các em, đúng không nào? Đó chính là cái chổi đó các em. Ô chữ thứ năm, đồ vật thường làm bằng vải, lụa để cài hoặc buộc tóc. Ô chữ này chỉ có 2 chữ cái. Một cái đồ vật mà hay cài hoặc buộc tóc cho các bạn nữ rất quen thuộc, đúng không nào? Đó chính là cái nơ, đúng không nào? Rồi, ô chữ cuối cùng. Ô chữ cuối cùng là một ô chữ có 3 chữ cái. Đó là đồ vật thường làm bằng nhựa, khi thổi hoặc ấn vào thì phát ra tiếng để báo hiệu. Một cái đồ vật này mà các em thấy là thầy cô dạy thể dục của mình hay dùng đó, đó chính là cái còi. Cô vừa giúp các em giải ra 6 cái ô chữ. Thế các em đã đoán ra từ khóa là gì chưa? Từ khóa đó chính là từ đồ chơi. Đúng rồi, các em giỏi lắm. Các em hãy cùng đọc lại với cô các ô chữ này nhé. Đàn, nồi, ca, chổi, nơ, còi. Và đó cũng chính là một số từ chỉ đồ vật mà cô muốn giới thiệu thêm với các em trong tiết học này. Kết thúc hoạt động 1, cô trò chúng ta sẽ cùng nhau đến với hoạt động 2, luyện câu qua bài tập 4. Cô mời các em đọc yêu cầu bài tập 4. 4. Thực hiện các yêu cầu dưới đây. Bài tập 4 có hai phần A và B. Trước tiên chúng ta cùng tìm hiểu bài tập 4A. Các em cùng đọc yêu cầu với cô nào. A. Đặt câu hỏi cho các từ ngữ in đậm chiếc nơ đỏ thắm, mặt bàn nhẵn bóng, thơm mùi gỗ mới. Để làm được bài tập này, các em phải xác định được từ ngữ in đậm trong câu là từ nào và nó trả lời cho câu hỏi gì. Cô ví dụ, cô có câu cái hộp bút xinh xắn. Trong câu này, từ ngữ in đậm đó chính là cái hộp bút. Cái hộp bút là từ ngữ đứng ở đầu câu và đó là một từ chỉ đồ vật, cho nên nó sẽ trả lời cho câu hỏi gì? Nó trả lời cho câu hỏi cái gì nào? Nên cô có câu hỏi cho từ in đậm này là
Cái gì xinh xắn? Các em lưu ý khi viết câu hỏi, các em phải viết hoa chữ cái đầu câu và có dấu hỏi chấm ở cuối câu nhé. Bây giờ các em hãy bấm dừng video và thực hiện yêu cầu của bài và vở nào. Các em đã làm xong chưa nào? Chúng ta cùng sửa bài nhé. Ở câu thứ nhất, chiếc nơ đỏ thắm. Trong câu này từ ngữ in đậm ở đây là từ chiếc nơ. Chiếc nơ là một từ chỉ đồ vật và nó là bộ phận thứ nhất của câu, cho nên nó sẽ trả lời cho câu hỏi cái gì, và câu hỏi trong trường hợp này là cái gì đỏ thắm hỏi chấm. Các em nhớ phải có dấu hỏi chấm cuối câu vì đây là một câu hỏi. Khi mình hỏi cái gì đỏ thắm thì câu trả lời sẽ là chiếc nơ đỏ thắm, đúng không nào? Tương tự như vậy ở câu tiếp theo, mặt bàn nhẵn bóng thơm mùi gỗ mới. Trong câu này người ta yêu cầu mình đặt câu hỏi cho từ in đậm là từ mặt bàn. Mặt bàn ở đây cũng là một bộ phận thứ nhất của câu và nó cũng là một từ chỉ đồ vật, cho nên câu hỏi trong trường hợp này là cái gì nhẵn bóng thơm mùi gỗ mới, đúng không nào? Các em nhớ dấu chấm hỏi cuối câu nữa nhé. Cô đã vừa sửa xong cho các em bài tập A. Cô tin ở bài tập này sẽ có rất nhiều bạn làm đúng và cô có lời khen đến tất cả các em. Chúng ta tiếp tục với bài tập 4B nhé. B. Đặt 1 2 câu về đồ dùng học tập theo mẫu ai, cái gì, con gì, thế nào. Để làm được bài tập này, các em cần xác định rõ hai yêu cầu của bài. Thứ nhất, câu em viết phải nói về đồ dùng học tập. Thứ hai, câu đó phải viết theo câu kiểu ai, cái gì, con gì, thế nào. Cô nhắc lại, câu kiểu ai, cái gì, con gì, thế nào có hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất là bộ phận trả lời cho câu hỏi ai, cái gì, con gì. Đó là những từ ngữ chỉ người, đồ vật hay là con vật. Bộ phận thứ hai là bộ phận trả lời cho câu hỏi thế nào. Đó là những từ ngữ chỉ đặc điểm, hình dáng hay là màu sắc. Cô ví dụ ở câu mẫu, chiếc bút nhỏ nhắn xinh xinh. Thì chiếc bút chính là bộ phận thứ nhất của câu, đúng không nào? Và nó cũng là từ chỉ đồ vật, và cụ thể ở đây là chỉ đồ dùng học tập. Nhỏ nhắn xinh xinh ở đây chính là gì? Đặc điểm của chiếc bút. Chiếc bút thế nào? Chiếc bút nhỏ nhắn xinh xinh, đúng không nào? Các em đã hiểu chưa nào? Như vậy khi viết câu thì chúng ta cần lưu ý điều gì? Khi viết câu chúng ta cần lưu ý viết câu đầy đủ ý nè, viết hoa chữ cái đầu câu và cuối câu có dấu phù hợp với dạng câu. Bây giờ các em hãy bấm dừng video và viết vào vở của mình hai câu theo yêu cầu bài nhé. Các em đã làm bài xong chưa nào? Cô đoán là các em đã viết được rất nhiều câu theo đúng yêu cầu của bài. Hãy chia sẻ những câu em viết được với người thân của mình nhé. Sau đây, cô cũng có một số câu gợi ý các em cùng tham khảo. Câu thứ nhất, quyển sách tiếng Việt mới tinh. Trong câu này thì quyển sách tiếng Việt là trả lời cho câu hỏi cái gì, bộ phận thứ nhất của câu, và mới tinh là trả lời cho câu hỏi thế nào. Quyển sách tiếng Việt thế nào? Quyển sách tiếng Việt mới tinh. Rồi, ở câu thứ hai, chiếc bàn học rất gọn gàng sạch sẽ. Ở câu này của cô, chiếc bàn học ở đây cũng chính là đồ dùng học tập của các em, đúng không nào? Chiếc bàn học thế nào? Chiếc bàn học rất gọn gàng sạch sẽ. Hai câu này được viết theo kiểu câu ai, cái gì, con gì, thế nào. Cô và các em vừa hoàn thành xong bài học ngày hôm nay. Sau tiết học này các em sẽ đọc lại những từ ngữ và câu đã viết, chuẩn bị bài cho tiết học sau, tiết 4, xem kể con chó nhà hàng xóm, trang 96. Còn bây giờ, cô xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em.